Chào mừng tất cả anh chị em cô chú mình đã đến với lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Mình xin chúc cho mọi người xem video vui vẻ và luôn thành công, may mắn trong cuộc sống nha. Trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với lại cả nhà một cái mô hình hồ của mình làm lọc theo phương pháp bán tự nhiên nha. Và thể tích nước hồ này của mình tầm cỡ khoảng 300 lít thôi. Thì có rất là nhiều anh chị cũng có hỏi mình về cái mô hình hồ làm lọc theo kiểu là bán tự nhiên. Thật sự là đối với lại cái mô hình hồ mà bán tự nhiên á, mình chia sẻ lên kênh cũng khá là nhiều cái mẫu hồ rồi. Nhưng mà để nó chi tiết hơn cũng như là tham khảo mẫu mới thì trong video ngày hôm nay Nhân mời anh chị em cô chú cùng với lại em sẽ về Hà Nội nha. Mình ghé nhà của anh Nam để mình tham quan cái mô hình hồ giống như mọi người thấy nè. Cách đây 7 tháng thì ở nhà anh Nam ảnh tìm tòi, sau đó ảnh set up ra hồ này của mình và hoạt động đến thời điểm hiện tại bây giờ trên 7 tháng rồi. Nước trong cá khỏe dạng người, không bệnh tật nha cả nhà. Thì chứng tỏ rằng cái cách mà anh Nam ảnh làm nó mang lại cái hiệu quả khá là cao. Và hồ này của mình làm lọc theo phương pháp bán tự nhiên á, nước thì mọi người thấy rất là trong. Cá của mình thì ở đây mình nuôi cá koi nè, rồi cá bớm, chép phụng á cả nhà, đuôi dài chung với lại ba đuôi nữa đó. Thì trong cái video này, ngoài việc mà mình sẽ nhờ anh Nam ảnh giới thiệu hệ thống lọc, rồi mình sẽ chia sẻ với lại anh chị em của chúng mình làm như thế nào để khi mà mình thả cá koi chung với lại cá ba đuôi, ranh chu, những cái loại cá nhỏ nó không cắn nhau mà nó giúp cho cá trong hồ của mình á hòa đàn, nó bơi tung tăng giống như trong hồ của anh Nam nha. Để bây giờ ở đây mình chia sẻ một vài thông số hồ của anh Nam, sau đó mình sẽ nhờ anh Nam chủ hồ ảnh chia sẻ cụ thể chi tiết cái cách mà ảnh làm lọc để cho anh chị em của chúng mình hình dung cho nó dễ luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Khi đi vô vấn đề chính ngày hôm nay, đó là mình cùng với là mọi người sẽ tìm hiểu xem coi là cái cách mà anh Nam mới làm lọc như thế nào. Thì mấy bữa nay giống như anh chị em cô chú mình cũng biết rồi, bão rất là lớn nha, nó ảnh hưởng đến miền Bắc của mình rất là nhiều. Nói chung là Bắc Trung Nam mình là người một nhà. Thì trong cái video này á, ngoài việc mình chia sẻ hồ của anh Nam lên giao lưu với là mọi người, cũng như cùng với là anh chị em cô chú mình tìm hiểu hệ thống lọc, thì thông qua cái video này, Nhân đại diện cho kênh của Nhân Vlog 1989 xin kính chúc cho anh Nam nói riêng và nói chung là toàn thể người dân Việt Nam của mình miền Bắc Trung Nam luôn thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Đặc biệt là anh chị em cô chú miền Bắc của mình đang chịu ảnh hưởng rất là lớn của bão, thì mình cố gắng nha, giữ gìn sức khỏe. Nhân luôn kính chúc cho mọi người luôn bình an, may mắn, nói chung là cố gắng để mình vượt qua cái đợt bão lớn này, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thật sự là mấy bữa nay mình xem trên truyền thông á thì mình thấy những cái hình ảnh thật sự rất là đau lòng cả nhà. Mong muốn rằng mọi người nhà nhà luôn luôn bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vượt qua cái bão này. Đó là cái điều mà Nhân nói riêng và tập thể của mình nói chung, một lần nữa xin kính chúc cho tất cả mọi người luôn luôn thật là nhiều sức khỏe nha. Quay trở lại vấn đề trong video ngày hôm nay, thì mình cùng như là mọi người sẽ tìm hiểu xem coi là cái cách mà anh Nam làm lọc như thế nào mà nước trong hồ của mình trong được như vậy, cá của mình khỏe mạnh dạng người được như vậy. Thì hồ này của mình ở đây chiều dài là 1m8, chiều ngang của mình là gần 60 và mực nước trong hồ anh Nam đang để là 30. Như vậy là mình tính ra hồ này của anh Nam tầm cỡ khoảng là 300 lít nha. Đó, thì đối với lại những cái mẫu mà làm lọc theo phương pháp bán tự nhiên thì anh chị mình có thể là làm giống như của anh Nam ha. Cái chiều dài cố gắng cho nó dài tí xíu, trên 1,5m nha cả nhà. Còn cái vấn đề mà mình nuôi cá koi chung với lại cá ba đuôi, ranh chu, chép sư tử thì làm như thế nào để cho nó hòa đàn, nó không cắn nhau, nó bơi lượn tung tăng giống như trong hồ của anh Nam. Thì trong rất là nhiều cái video khi mà chia sẻ lên kênh thì Nhân cũng đã đề cập đến cái vấn đề này rồi. Có nghĩa là những cái loại cá giống như cá koi của mình nó lớn á, thấy vậy chứ thật sự là nếu mình thả những cái loại cá nhỏ giống như ba đuôi, ranh chu mà mới vào nha, giống như mình nuôi cá con thời gian rồi bây giờ mình thả vào á, có khả năng nó sẽ rỉa đuôi, nó rỉa mắt nha cả nhà. Vậy thì làm như thế nào để cho nó không có cắn nhau? Thì theo mình nha, mình nuôi á, mình thả là thả mini luôn, giống như cá koi mini, rồi mình thả chung ranh chu ba đuôi luôn thì được. Còn không thì mình thả là thả ngay lúc đầu luôn. Chứ còn nếu như mình nuôi cá koi một cái thời gian, hoặc là thả vào mà mình thả cá koi á, size nó lớn quá là có khả năng nó sẽ bị rỉa nha cả nhà. Tại vì trong cái thời gian gần đây thì giống như mười anh chị em của chủ mình là tầm cỡ khoảng là 5-6 anh em là bị cái tình trạng này rồi. Đó, cho nên là mọi người ai muốn nuôi cá ba đuôi chung với lại cá koi thì mình thả ban đầu và size là size mini, như vậy nó sẽ hạn chế tình trạng là cắn nhau nha. Còn anh chị mình còn những cái cách nào thả chung mà nó không cắn nhau, để là phần comment bên dưới để cho mình, anh Nam cũng như là một số anh chị em của chủ mình đang chuẩn bị thả cá koi chung với là ba đuôi có thể là tham khảo nha. Bây giờ ngay chỗ phần lọc của anh Nam, mình sẽ nhờ anh Nam chủ hồ ảnh chia sẻ cụ thể chi tiết luôn để cho mọi người xem coi là cái cách mà anh làm lọc như thế nào nha. Chào bạn Nhân và các bạn yêu cá cảnh trên mọi miền tổ quốc.
Mình xin giới thiệu cái bể cá của mình thì thuộc dạng mini thôi. Mình cũng nhờ hỏi trên các kênh YouTube, mình cũng tự sáng tạo một cái bể cá mini trên sân thượng, mang tính chất là bán tự nhiên. Cái hệ thống lọc của mình cũng thiết kế đơn giản thôi. Bể của mình thì xây bằng xi măng với kích thước là chiều dài 1m8, chiều rộng 55, chiều cao là 30. Với hệ thống lọc của mình thì về cơ bản là mình có trải lớp cát vàng ở dưới. Vừa rồi thì anh Nam đã chia sẻ là mọi người cái quy trình anh Nam làm lọc anh em nha. Nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình có không gian tầm cỡ khoảng 2m, chiều ngang 50, mực nước mình có thể là để tối thiểu 50, mình muốn làm một cái mẫu mini kết hợp giữa cái việc mà mình nuôi cá coi với là ba đuôi, thì anh chị mình có thể là tham khảo từ mô hình hồ đến cách làm lọc của anh Nam luôn nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Nam đã giới thiệu là mọi người một cái mẫu hồ cá tầm cỡ khoảng 300 lít làm lọc bán tự nhiên rất là dễ thương, đơn giản, hiệu quả. Thì mong rằng video này của mình sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị em cô chú mình đang chuẩn bị làm những cái mô hình hồ nhỏ để mình có cái không gian mình xả stress nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Cũng đại diện cho bên kênh anh Nam, một lần nữa em kính chúc anh và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, công việc mình thuận lợi, luôn luôn bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Nam chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.